Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Bản tin hôm nay, ngày 23 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và phát triển du lịch trên địa bàn huyện Yên Minh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Minh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh, thời gian qua, xã Su Già và Lũng Hồ có sự phát triển nhanh về du lịch. Huyện Yên Minh đã tập trung nguồn lực, ưu tiên triển khai lập 2 đồ án quy hoạch tại xã Su Già và 4 đồ án quy hoạch tại xã Lũng Hồ, tiến hành thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, phân loại cụ thể đối tượng vi phạm, thời điểm vi phạm, tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh homestay ký cam kết tự giác tháo dỡ công trình vi phạm và không cơi nới thêm. Triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức và các hộ dân trên địa bàn xã Su Già và Lũng Hồ ký cam kết không vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch và xây dựng. Kiểm tra thực tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị huyện Yên Minh chủ động khảo sát, xây dựng các điểm du lịch phù hợp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận điểm du lịch Thác Ba Tiên thuộc xã Su Già. Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan trên cơ sở quy hoạch tổng thể xây dựng quy hoạch chi tiết khu vực Thác Ba Tiên để quản lý, khai thác có hiệu quả, bền vững, kêu gọi thu hút doanh nghiệp, cá nhân đến đầu tư khai thác. Đối với tình trạng vi phạm xây dựng tại xã Du Già và Lũng Hồ, huyện Yên Minh cần ra soát tổng hợp, phân loại các hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia làm dịch vụ để có hướng giải quyết phù hợp, tạo điều kiện để người dân phát triển du lịch và giữ gìn bản sắc văn hóa. Huyện Yên Minh và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm công tác quản lý quy hoạch đất đai, xây dựng và phát triển du lịch theo quy định của pháp luật. Ngày 22 tháng 3, các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang phối hợp với lực lượng quản lý biên giới Trung Quốc tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật quý 1 năm 2024 trên tuyến biên giới tỉnh Hà Giang, Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Lực lượng tuần tra hai bên đã thực hiện kiểm tra dấu hiệu đường biên giới, kiểm tra tình trạng an toàn của hệ thống mốc quốc giới trên tuyến biên giới Việt Nam, Trung Quốc. Trong quá trình tuần tra, các đội tuần tra của hai bên đã gặp gỡ, tiến hành các nghi thức theo đúng nguyên tắc đối ngoại, đảm bảo an toàn. Kết quả đường biên mốc quốc giới được giữ nguyên trạng, tình hình biên giới đảm bảo an toàn, cư dân hai bên biên giới không vi phạm pháp luật. Kết thúc tuần tra, các đơn vị hai bên ký biên bản ghi nhận kết quả của công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới, tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra chủ trương, giải pháp và thống nhất về thời gian, quân số cho lần tuần tra song phương tiếp theo. Đây là hoạt động quan trọng của lực lượng chức năng hai nước nhằm kịp thời phát hiện những vụ việc vi phạm quy chế biên giới, giải quyết các vụ việc xảy ra trên tuyến, bảo vệ an ninh an toàn đường biên giới chung, đồng thời tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cư dân hai bên biên giới, duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Nhằm tôn vinh các giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội, ghi nhận vai trò và đóng góp người làm công tác xã hội. Ngày 22 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam và gặp mặt tri ân các nhà hảo tâm. Từ năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 25 tháng 3 hàng năm là Ngày Công tác Xã hội Việt Nam như một hình thức vinh danh những người tham gia một công việc thầm lặng nhưng vô cùng cần thiết trong xã hội, nghề công tác xã hội. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phòng Công tác Xã hội được thành lập vào năm 2021. Sau hơn 3 năm hoạt động, Phòng đã kết nối với 20 đơn vị tài trợ, phối hợp phát hàng nghìn suất ăn miễn phí cho bệnh nhân, hỗ trợ người bệnh thực hiện hướng dẫn, giúp đỡ người bệnh về quy trình, thủ tục khám chữa bệnh tại bệnh viện, đảm bảo 100% người bệnh đến khám bệnh đều được chỉ dẫn, hỗ trợ khi có nhu cầu. Với tình cảm chân quý biết ơn những đóng góp của các quý nhà hảo tâm trong suốt thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trao giấy khen cho 10 tập thể, cá nhân tình nguyện hiến máu của câu lạc bộ Máu sống Hà Giang và trao giấy ghi nhận tấm lòng vàng cho 12 tập thể. Cũng trong chương trình, các đơn vị nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã trao tặng những phần quà thay cho những tình cảm chân thành nhất dành cho 45 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với tổng giá trị là 10 triệu đồng. Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hoàng Su Phì đã phối hợp với Đoàn Thanh niên các khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình Tháng 3 biên giới với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi,
và nhiều chuỗi hoạt động khác tại địa phương. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn thanh niên các khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã trao tặng 80 suất quà cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Bản Máy có hoàn cảnh khó khăn và chiến sĩ đồn biên phòng Bản Máy và tặng một công trình thắp sáng vùng biên. Ngoài ra, đoàn còn tham gia trồng 100 cây xanh dọc đường đi trung tâm xã Bản Máy. Các hoạt động được triển khai đã mang đến cho đoàn viên thanh niên có cơ hội được giao lưu, học tập và trải nghiệm. Đây cũng là cái hoạt động nhằm hướng tới cái tinh thần của đoàn viên thanh niên về tiếp bước như tiếp bước cha anh, những cái hoạt động mang ý nghĩa thiết thực đối với cuộc sống, góp phần trong công tác an sinh xã hội. Cũng trong dịp này, huyện đoàn đã kết nối với các đơn vị tổ chức thăm khám răng miệng, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 650 em học sinh của trường tiểu học Vinh Quang, đồng thời hướng dẫn các em cách vệ sinh chăm sóc răng miệng hiệu quả. Ngoài những cái công tác thăm khám bệnh nhân tại phòng khám thì nha khoa Như Ngọc luôn luôn là mong muốn có những cái hoạt động vì cộng đồng và mong muốn làm sao lan tỏa được những cái hành động chăm sóc sức khỏe răng miệng tốt hơn cho cộng đồng, không chỉ tại huyện Hoàng Su Phì mà tất cả những cái huyện ở vùng sâu, vùng xa. Đó là những cái hoạt động rất là ý nghĩa. Nằm trong chuỗi các hoạt động tháng thanh niên, huyện đoàn và đoàn thanh niên các khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ra quân trồng hơn 100 cây xanh tại thôn Pố Lũng, thị trấn Vinh Quang nhằm chung tay xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đồng thời kết nối với các đơn vị đoàn trao tặng nhiều phần quà cho các trường trung học phổ thông Hoàng Su Phì, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Pố Lồ và tặng thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa khu vực huyện và một công trình bồn hoa thanh niên tại thị trấn Vinh Quang. Về khía cạnh đoàn viên thanh niên thì đây là một cái dịp mà giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên có cái nhận thức về những cái khó khăn của bà con nhân dân ở các vùng biên giới hải đảo, vùng sâu vùng xa của Tổ quốc, để từ đó có cái tinh thần trách nhiệm đóng góp một phần sức của mình vào để giúp cho bà con vượt qua những cái khó khăn, để cùng với lại chính quyền địa phương xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu mạnh, nâng cao chất lượng đời sống của người dân cũng như là giữ vững cái ổn định về mặt chính trị. Các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên không chỉ là cơ hội để tuổi trẻ huyện Hoàng Su Phì và đoàn thanh niên các khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thể hiện vai trò trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng, mà còn là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, lan tỏa sâu rộng các phong trào tình nguyện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cũng trong dịp này, huyện đoàn Xí Mần phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Xí Mần tổ chức giải bóng đá thanh niên huyện Xí Mần lần thứ 6 và tổ chức chương trình nghệ thuật Tự hào một dải non sông chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại xã Nà Chì. Giải bóng đá thanh niên huyện Xí Mần được tổ chức với sự tham gia của 6 đội bóng đến từ đoàn, chi đoàn trực thuộc, đoàn các xã phía nam của huyện. Đây là hoạt động sôi nổi, góp phần đẩy mạnh tinh thần rèn luyện thể dục thể thao trong đoàn viên thanh niên, tăng cường sức khỏe về thể chất và tinh thần, phục vụ việc học tập, lao động và công tác, xung kích tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Chương trình nghệ thuật Tự hào một dải non sông được các ca sĩ, diễn viên không chuyên đến từ các chi đoàn trực thuộc đem đến cho khán giả những tiết mục ý nghĩa, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng Quang Vinh, ca ngợi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đã tạo khí thế sôi nổi, thu hút được đông đảo bà con nhân dân và đoàn viên thanh niên đến cổ vũ. Cũng trong chương trình này, huyện đoàn đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường mầm non và trường tiểu học xã Nà Chì, đồng thời trao quà cho 10 đoàn viên tiêu biểu của trường trung học cơ sở trung học phổ thông Nà Chì. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, những ngày này, huyện Vị Xuyên đang tích cực triển khai tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc nhằm chủ động ngăn chặn các loại dịch bệnh phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là trong thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, với mục tiêu hướng đến chăn nuôi an toàn, bền vững. Là hộ chăn nuôi lợn lâu năm nên công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi luôn được gia đình ông Phạm Văn Toán ở thôn Vạt, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên đặt lên hàng đầu. Ngoài thực hiện quy trình chăn nuôi khép kín, tự chủ các khâu sản xuất, nhất là con giống, gia đình ông Toán còn tuân thủ nghiêm việc vệ sinh khử trùng chuồng trại, tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi đầy đủ. Nhờ đó, đàn lợn hơn 60 con của gia đình ông Toán luôn sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh. Xã với lại thôn là cung cấp cho thuốc để về gia đình để phun. Thế nhưng mà nó thế còn nếu mà không đủ nữa thì là gia đình phải tự túc thêm. Thế còn là phun thì là một tuần là gia đình cũng phải phun là tiêu độc khử trùng là 3 lượt trên tuần.
để nó đảm bảo cái vật nuôi cho nó không bị dịch bệnh. Xác định được tầm quan trọng của công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc, trạm thú y và các xã thị trấn huyện Vị Xuyên cũng tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cũng như hướng dẫn bà con quy trình kỹ thuật khử trùng tiêu độc để đảm bảo hiệu quả, an toàn. Cùng triển khai các văn bản, công văn tuyên truyền xuống các thôn qua các buổi họp thôn hoặc là các cái trên loa phát thanh của thôn về tháng tiêu độc khử trùng. Trước tiên là tổ chức là phun đồng bộ của xã đó, sau đó là các hộ dân là ngoài cái đấy ra thì là các hộ dân là thiếu thì là chăn nuôi nhiều, những hộ chăn nuôi nhiều ấy thì phải bỏ thêm tiền ra để mua hóa chất để phục vụ cho gia đình. Hiện toàn huyện Vị Xuyên có 43 trang trại gia trại, gần 20.300 hộ chăn nuôi với tổng đàn gia súc gia cầm là trên 1 triệu con. Để đảm bảo an toàn trong chăn nuôi, huyện Vị Xuyên triển khai tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc đồng loạt từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 3, trong đó tập trung tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng khu vực chăn nuôi, hộ gia đình, chợ buôn bán động vật sống, đặc biệt là tại các vùng trọng điểm, vùng có nguy cơ cao, thường xuyên rút điện dịch bệnh để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Từ cái làm tốt công tác khử trùng tiêu độc thì tạo điều kiện cho những người dân mà là cái phát triển kinh tế nó tốt hơn so với những thời gian trước. Thì với lại dịch bệnh thì trong năm nay thì cũng có ít hơn vì nhận thức của người dân nó có hiểu biết về cái công tác phun khử trùng này, tiêm phòng này để đảm bảo cho đàn gia súc không bị dịch bệnh lây lan. Thực hiện tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc trong chăn nuôi có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng chống các loại dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Ngoài sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, các ngành chức năng các cấp, người dân cũng cần chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo đàn vật nuôi sinh trưởng, phát triển ổn định. Cụ thể hóa nghị quyết số 17 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị. Trong năm 2024, tỉnh Hà Giang sẽ dành trên 110 tỷ đồng để phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Theo kế hoạch, Hà Giang sẽ tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư mới đối với 26 chuỗi của 5 cây 3 con là cây ăn quả ôn đới, dược liệu, lúa đặc sản chất lượng cao, tam sắc mạch, bò vàng, lợn đen, mật ong bạc hà, thực hiện cấp chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất an toàn cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao để phù hợp với thị trường trong nước và xuất khẩu. Củng cố kiện toàn các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư vào sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Các huyện, thành phố thu hút mời gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp tham gia xây dựng dự án liên kết, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và từng bước đưa lên sàn giao dịch điện tử, tăng cường công tác phối hợp giữa ngành với cấp trong việc phát triển nông nghiệp đặc trưng chất lượng cao theo chuỗi giá trị. Những năm qua, cây chè đã và đang trở thành một trong những cây trồng chủ lực ở Quang Bình, góp phần giúp nhiều hộ dân thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện nay, người trồng chè đang bước vào thu hoạch vụ 1, dự kiến sản lượng ước đạt trên 3.100 tấn. Với tổng diện tích gần 3.300 ha cây chè, hiện nay người dân trên địa bàn huyện Quang Bình đã tập trung vào việc chăm sóc và thu hoạch chè. Trong đó, diện tích cho thu hoạch là trên 2.950 ha, và diện tích chăm sóc là 326,2 ha. Với sự chăm sóc kỹ lưỡng từ nhân dân, diện tích chè đang bước vào mùa thu hoạch vụ 1, dự kiến sản lượng chè ước đạt là 3.160 tấn. Việc chăm sóc phát triển cây chè không chỉ là việc tạo ra sản phẩm chất lượng, mà còn là việc tạo ra cơ hội và thu nhập ổn định cho người dân ở địa phương. Sự liên kết chặt chẽ của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người trồng chè giữ vai trò quyết định trong việc xây dựng thương hiệu chè trên thị trường. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục khuyến khích người dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chế biến, trong đó chú trọng đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ cao sấy, thay thế diện tích chè già cỗi, kém năng suất bằng các giống chè cành có năng suất, chất lượng. Cuối chương trình như thường lệ là những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm 23 tháng 3 năm 2024. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ, độ ẩm trung bình 84%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ.
nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, độ ẩm trung bình 84%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, độ ẩm trung bình 85%. Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.